Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một chương trình để góp nhận 20 đô token 03 swap từ một cái mạng thử nghiệm các bạn. Thì cái mạng thử nghiệm này thời gian sẽ bắt đầu từ ngày 25 tháng 4 và kết thúc vào ngày 10 tháng 5 nha các bạn. Thì nó sẽ cho các bạn chạy qua mạng chính thức nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click cái phần link mô tả dưới video của mình, các bạn mở link form nha các bạn. Thì token 03 swap này nó sẽ ra mắt và nó sẽ bán yêu, các bạn sẽ thâu. Nếu bạn nào có hâu thì các bạn sẽ có thể ít từ x1 đến x20 tài sản nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay thì các bạn cần phải các bạn chờ mình nhé. Thì các bạn cần phải chạy một cái lệnh giao dịch bất kỳ trên một sàn 03 swap bạn, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chạy sao các bạn. Thì các bạn chỉ việc mở link form ra nha các bạn. Thì các bạn làm nhiệm vụ các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh Telegram group của nó nè các bạn. Các bạn nhấp vào các bạn. Trên Telegram các bạn join vào các bạn. Đây là một cái kèo rất là ngon luôn các bạn. Để nên các bạn, để mình xóa bớt một cái kèo các bạn. Không biết xóa kèo nào luôn ta. Tất cả các bạn join vào nhóm 03 swap mang trước khi mà làm airdrop mình join rồi các bạn. Sau khi các bạn join xong, các bạn bắt đắp lại xong, các bạn nhấp ba gạch, các bạn nhấp vào setting này các bạn. Các bạn sẽ thấy được username mình nha các bạn. Username mình là @anh4số1, các bạn copy username của mình nha các bạn. Rồi các bạn trở về một link form, các bạn lướt xuống nữa các bạn. Follow username, follow Fafa các bạn. Xong đầu tiên username Telegram thì các bạn điền chỗ này nè các bạn, ở tắt thứ 3 nha các bạn. @anh4số1 nè các bạn. 1 2 3 4. Đối với những bạn nào biết làm airdrop thì khá là dễ dàng, còn đây mình hướng dẫn chậm cho tất cả các bạn mới làm luôn các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow tại Twitter và tag hai người bạn nha các bạn. Rồi mình cho Discord sao các bạn. Các bạn chụp xíu các bạn. Trên tờ Twitter thì các bạn bấm theo dõi nè các bạn like nè. Rồi các bạn chỉ dẫn cho bị viết ra game nha các bạn. Rồi các bạn chỉ dẫn cho tờ quýt nè. Rồi tất cả các bạn dán vào đây, tan hai người bạn của mình vào tới các bạn. Các bạn ghi ở cộng, các bạn tan hai người bạn, bấm tờ quýt nè. Sau khi các bạn tờ quýt xong thì các bạn bắt up lại các bạn. Connect contact swap email swap. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nha các bạn. Anh Nhân Quỳnh. Tiếp tục các bạn điền là username tại Twitter các bạn. Thì các bạn trở lại tại Twitter, các bạn mở tại Twitter bên ra nè các bạn. Trên tờ Twitter thì các bạn nhập vào bao gạch bên cùng nè các bạn. Thì đây là username của mình là @winvnn9 các bạn. Các bạn nhập vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn lướt xuống cái bài mà các bạn đã tự quyết nha các bạn. 03 swap nè các bạn. Các bạn bấm vào chia sẻ nè các bạn. Các bạn sao chép liên kết nè. Rồi các bạn mới đắp lên nè. Những nhiệm vụ này thì các bạn làm được hết trơn các bạn. Các bạn dán vào link retweet đây nè các bạn. Rồi dòng trên đây thì các bạn điền là username tại Twitter của bạn là @win nè các bạn. Của tất cả các bạn nha các bạn. Của mình thì @win nè. VNN9 nè các bạn. Tại em ta. @winvnn9. Tiếp tục thì các bạn phải các bạn nhập xíu các bạn join vào Discord nè các bạn. Gọi điện là username Discord và hai người bạn. Mình chia điện username của mình thôi các bạn cũng được nữa. Rồi trên Discord thì các bạn nhập vào Discord nè. Trên Discord thì các bạn chấp nhận là mời người ta các bạn. Rồi quyết khâm thì các bạn các bạn bắt đáp lời các bạn. Các bạn mở cái trình duyệt Google dịch cho mình ra nghe tới các bạn. Vì đây là một cái kèo khá là ngon nên mình sẽ hướng dẫn các bạn tỉ mỉ chi tiết các bạn. Các bạn chọn qua tiếng Việt, qua tiếng Anh nè các bạn. Các bạn
bình luận một cái dự án đó các bạn. Tôi rất thích sàn 03 Swap. Vì nó rất là mượt. Các bạn khen nó dự án đi. Và chất lượng cho người dùng, cho cộng đồng. Rồi các bạn cứ bình luận một bình luận không nhiên khen cái dự án của nó tốt nha các bạn. Rồi các bạn chuyển qua tiếng Anh, qua tiếng Việt nè các bạn. Các bạn copy cái dòng này nha các bạn. Hoặc các bạn khen dự án rất tốt, là cái đó là tùy bạn nha các bạn. Rồi các bạn mở Discord mình ra lại nè các bạn. Bạn phải hoàn thành thêm một bước nữa để có thể chuyển. Nhấp vào thưa. Tôi đồng ý với máy chủ nè. Rồi các bạn bấm vào đây, tôi đồng ý các bạn, hoàn thành nè các bạn. Đi nào, bây giờ đó xin không bao swap. Đi nào. Rồi các bạn dán một cái bình luận nó vào nha các bạn. Phạm hàng các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi nha các bạn nhập vào 3 giây bạn cùng nè bạn. Các bạn lướt xuống các bạn. Các bạn chọn là swap chay phay nha các bạn. Này nè các bạn, dòng này nè các bạn. Rồi phải sang swap nó không các bạn. Quyết để mình đồ đúng không các bạn. Đúng rồi các bạn, có người điện 03 swap là đúng các bạn. Rồi bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi bạn gửi tin nhắn cho nó nè các bạn. Đâu của hình của mình đâu rồi, mình lướt rồi. Quỳnh Nhân Anh nè. Rồi sau đó các bạn nha, nhấp vào đây nha các bạn. Các bạn chọn vào sao chép văn bản, sao chép Messenger, đánh dấu đã đọc. Sao mình không có ta. Rồi nha các bạn chỉ việc nhấp vào anh avatar của mình nè các bạn. Các bạn copy username của mình nè các bạn. Chỗ này đi. Sau nó kêu mình gửi Messenger mà. Các bạn copy anh avatar này nha các bạn. Rồi nha các bạn copy username của mình nè các bạn. Để mình tìm cái tin nhắn Messenger cho nó các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Là cái username Discord của tất cả các bạn đó. John hay phim username nè. Rồi tiếp tục làm một cái link Messenger link. Mình qua Discord mình sao mình tìm cái Messenger link không được đó. Cái Discord của mình bị gì vậy? Nếu mà trên Discord của tất cả các bạn thì các bạn nhấp rừng Messenger link. Thì các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Nếu có, ở đây thì nó có một cái mục là Messenger link mà. Vì cái máy mình không có nên mình sẽ qua bên trong web di tính mình lấy nha các bạn. Rồi nha các bạn sao chép cái tin nhắn các bạn đã nhắn tin trên Discord nha các bạn. Vì trên cái máy điện thoại của Discord của mình không có thể lấy được nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ tất cả mấy cái máy điện thoại của bạn thì được nha các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ BSC nha các bạn. Rồi các bạn bấm gạch 2 chấm nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ với BNB Smart Chain trên với chocolate nha các bạn. Các bạn dùng địa chỉ mạng BNB Smart Chain Best20 nha, mình nhắc lại cho các bạn nè. Rồi các bạn copy địa chỉ Smart Chain nè, các bạn sao chép nè các bạn. Rồi các bạn sẽ giữ cái link form nè các bạn. Rồi các bạn dán cái địa chỉ vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục thì nó hỏi các bạn này đã được giới thiệu qua đâu thì các bạn chọn vào Twitter đi nha các bạn. Rồi các bạn sẽ bấm nút tiếp tục nha các bạn. Ôi là tờ trả lời khảo sát nữa. Verify food. Rồi các bạn chọn giùm mình đáp án A các bạn. Các bạn để mình dịch cho các bạn. Rồi đi. Quan đổi thế nào về chất lượng của quan đổi 03, chất lượng rất cao, chất lượng. Rồi các bạn chọn A luôn nha các bạn. Swap quan đổi thế nào, cực kỳ sáng tạo, rất sáng tạo. Cực kỳ sáng tạo nha các bạn. Các bạn chọn đáp án A hết cho mình các bạn. Khả năng của bạn muốn chi tiêu, các bạn chọn 100% nha các bạn.
theo cách nói riêng của bạn, bạn thích nhất ở quân đội 003 là gì? Thì câu này câu hỏi thì các bạn điền theo mình nhé. Thì câu hỏi này không quan trọng các bạn, thì các bạn cứ việc mở cái trình duyệt Google dịch ra thì các bạn bình luận cho nó một cái các bạn, thì các bạn thích cái gì thì các bạn điền vào cho nó các bạn. Thì mình sẽ bình luận là tôi rất thích 03 squat. Có thể quán đổi. Có thể quán đổi. Khoan các bạn chờ chút xíu các bạn. Có thể quán đổi. BC 7 cái Ubi. Ubi 7 cái Ethereum. Rồi các bạn chọn cho tiếng Anh qua tiếng Việt nữa các bạn. Tiếng Việt của tiếng Anh chứ. Các bạn copy cái này nha các bạn. Rồi các bạn trở về một link form hồi nãy nha các bạn. Các bạn dán vào đây. Các bạn lưu ý nha các bạn không được chuyển qua tiếng Việt. Các bạn chuyển qua tiếng Việt là các bạn bị lỗi đó các bạn. Rồi các bạn duyệt bấm gỡ nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn chưa xong đâu các bạn. Các bạn click chiếc phần link mô tả thứ hai, các bạn copy cái link sàn 03 swap nha các bạn. Tất cả các bạn copy cái link sàn 03 swap này nè các bạn. Thì link sự kiện của đây phần link mô tả cho tất cả bạn luôn nha các bạn. Rồi các bạn copy cái link sàn 03 swap nè. Thì mình đã test cho tất cả các bạn là không thể swap ở trên Chuk Wallet hoặc là MetaMask trên điện thoại được các bạn. Thì MetaMask thì các bạn nào biết tích hợp tiện ích mở rộng vào trình duyệt wiki thì các bạn có thể mê nè, có thể quán đổi được các bạn. Còn Chuk Wallet thì nó không cho. Còn một cách một là mình đã dùng nhiều ví luôn, chỉ sử dụng được một ví là token Podcast nha các bạn. Thì các bạn chỉ việc backup 12 chuỗi ký tự trên ví Chuk Wallet của tất cả các bạn sang ví token Podcast để các bạn quán đổi nha tất cả các bạn. Thì các bạn mở token Podcast mình ra nè. Trên đây thì các bạn chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Thì các bạn chọn qua trình duyệt Discuser nè. Rồi các bạn dán vào đây nè các bạn. Vì đây là một cái kèo khá là ngon nên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ càng các bạn. Rồi các bạn nhấp vào HTT03Swap nè. Rồi các bạn, rồi các bạn dán vào xong các bạn chọn vào swap nè các bạn. Bạn chọn vào swap nha các bạn. Đâu rồi, còn một bước nữa mà. Rồi các bạn chọn vào ai đồng ý các khoản điều khoản nè các bạn. Thì các bạn lướt qua đây nè các bạn. Các bạn chọn connect nha tất cả các bạn. Trên đây thì các bạn chọn mạng mục thứ hai là BNB Smart Chain nha tất cả các bạn. Rồi các bạn chọn vào MetaMask nè các bạn. Nó như vậy mình sẽ quán đổi được thôi. Rồi các bạn bấm bỏ qua nha các bạn. Nó mình sẽ được 0.03 BNB hiện trên ví Chuk Wallet cho mình ra. Thì các bạn lượng giao dịch quán đổi bất kỳ các bạn từ 1 đến 20 đô các bạn, thì các bạn nên swap một lượng chút ít nhỏ BNB của mình thôi các bạn, cứ khoảng 1 đô thôi các bạn. Thì mình sẽ swap, mình chọn qua con BUSDT này. Rồi mình chọn mắt luôn đi. Rồi các bạn chọn RFQ nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào khoan đi cái BB. Rồi các bạn chọn vào Compete nha các bạn. Transfer. Rồi các bạn nhập password của mình vào nha các bạn. Rồi các bạn chỉ bấm vào Compete thôi các bạn. Rồi các bạn nó chờ một lót một chút xíu nha các bạn. Thành công không? Ok, mình đã complete thành công các bạn. Một cái sàn 03 swap này nó cũng tương tự như cái sàn swap như là Pancake swap 1 in 1 in này đó thôi các bạn. Để mình qua bên dưới Chuk Wallet cho mình đã swap thành công chưa các bạn.
Ok, như vậy mình đã swap thành công các bạn. Thì sao các bạn swap BUSD rồi các bạn có thể swap lại BNB của tất cả các bạn nha các bạn. Vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình thử nghiệm từ mạng từ sàn 03 swap đến đây cũng kết thúc. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.